Sau khi thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho mở con đường du lịch mới từ bến đỏ Cầu Đá chạy vòng qua núi Chụt. Để mở rộng con đường này, đơn vị thi công đã phải cắt đôi ngọn núi, khiến các hộ dân sinh sống trên ngọn núi này từ hàng chục năm nay lâm vào tình trạng các căn nhà nằm sát bên mép núi dựng đứng. Mọi sinh hoạt hàng ngày của họ đều diễn ra bên bờ vực. Do không còn lối đi lên xuống, họ đã buộc phải mở một con đường tự phát rất nguy hiểm. Tình trạng này sẽ càng nguy hiểm hơn khi mùa mưa bão đang đến. Nguyện vọng khẩn thiết của người dân trên núi này là mong muốn được nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho họ được di dời đến nơi ở mới an toàn hơn.